Rồi bây giờ cái đơn giản thôi, bây giờ các bạn lên trên Google, bạn chỉ đánh vô chữ Nguyễn Quốc Hùng là nó hiện ra tất cả những video của thầy Hùng thôi hả? Các bạn thấy không? Nguyễn Quốc Hùng. Rồi đánh thêm chữ Master Spoken English. Chữ Master Spoken English này nghĩa là gì vậy? Bạn nào giải thích cho mình. Master Spoken English Master là gì các bạn? chuyên gia Master là chuyên gia. Rồi spoken là gì? nói tiếng Anh Spoken là quá khứ của speak. Speak là nói, vâng. quá khứ là quá khứ, rồi là spoke, rồi spoken là thì quá khứ. Rồi xong English rồi, nó hiện ra hết tất cả nè. Đó, các bạn thấy không? Cũng không cần phải download của mình Ok. về, ở trên mạng nó có đầy đủ hết luôn á, anh chị em cứ vậy mà lấy về mà học thôi. Ok, bây giờ mình học. Ông thầy này là mình rất là tôn trọng và rất là, nói chung là rất là ngưỡng mộ ông thầy này. Dạy mình tiếng Anh từ hồi mình còn con nít á. Hồi xưa mình kể các bạn nghe, hồi xưa lúc mình đi học tiếng Anh đầu tiên mình học á, nhà mình ở cư xá Thanh Đa, lúc mình từ từ ở Quảng Ngãi, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi vô trong Sài Gòn. Ở Thanh Đa, cư xá Thanh Đa ở Lô G, kế bên là trường cấp 3 Thanh Đa. Thì lúc đó là mình mới có 9 tuổi, 9 tuổi 10 tuổi rồi. Hè đó mình vô để mình học ở trong Sài Gòn. Cái mình 9 tuổi 10 tuổi, cái ba mẹ cho đi học cái lớp Streamline English. Đi học chung với mấy anh chị em, anh chị học đại học, anh chị cô chú gì đâu. Mình vô lớp, mình thằng nhỏ nhất trong lớp. Ủa thằng này làm gì trong này vậy? Vô đây chơi hả? Cô giáo kêu ấy đi ra ngoài chơi đi con. Ở đây người lớn học không à? Cô ơi con đi học. Cái xong đưa cho cô thấy cái hóa đơn của ba mẹ đóng tiền này, này con đóng tiền đó, con biết gì không mà vô đại học, con có biết sơ sơ đó. Là lúc đó là bắt đầu cô cũng dạy cái giáo trình của thầy Hùng dạy luôn á. Ừ, thì cô giáo đó từ lúc đó thì mình đi học nhỏ từ lúc nhỏ như vậy, thì kể cho bạn nghe thấy, thấy kiểu thầy cô trong lớp tưởng mình vô nó chơi không à. Thì đó, thì thầy Hùng dạy từ lúc đó lên vô lớp thì thầy cô cũng mở bài thầy Hùng dạy, rồi xong mấy cô dạy theo thầy Hùng. Ok, bây giờ bắt đầu mình mở anh chị em mình hướng dẫn anh chị em chút xíu, rồi xong anh chị em coi học theo. Bạn nghe nghe tiếng không? Các bạn thân mến, xin chào các bạn Đã đến với có. chương Có. trình Được có. do Hà Nội Tech thực hiện. Đây là chương trình luyện phát âm chuẩn tiếng Anh Mỹ. Rồi lên caption English Pronunciation Practice. Chương trình này giúp các bạn xây dựng một năng lực phát âm chuẩn tiếng Anh, tiếng Mỹ. Và cả khóa học này chúng tôi chủ yếu dựa trên tài liệu. Luyện phát âm tiếng Anh Mỹ, Master Spoken English. Thưa các bạn, đối với những người mà học tiếng Anh mà từ cái tuổi đã lớn, tức là từ tuổi trưởng thành trở lên, chúng ta gọi chung một từ là adults, thì chúng ta không có tham vọng là sẽ nói được như người Anh, giống y như người bản ngữ. Giả sử chúng ta nói rằng nghe một người Việt nói ở phòng này và chúng ta đứng ở phòng bên kia thì tưởng là người Anh nói, cái điều đó rất khó xảy ra. Trên thực tế là chúng ta lại học tiếng Anh ngoài môi trường bản ngữ, tức là ở bên ngoài nước Anh hoặc ngoài những nước mà tiếng Anh là bản ngữ, thì cái điều này lại càng là một tham vọng khó thực hiện. Tuy nhiên, khi đã nói đến mục tiêu đào tạo thì chúng ta phải nói rằng về mọi bình diện, về phát âm cũng như là ngữ pháp hoặc là sử dụng từ hoặc là sử dụng thành ngữ vân vân, thì chúng ta đều phải tiến tới một cái chuẩn bản ngữ, tức là chuẩn Anh hoặc là chuẩn Mỹ. Trong các bình diện xây dựng về năng lực chuẩn, đặc biệt là năng lực chuẩn về tiếng Anh, thì đây là một cái bình diện khắc nghiệt nhất và thách thức nhất đối với người học. Để mà đạt được chuẩn thì chúng ta phải hiểu rõ được là người Anh Mỹ nói như thế nào, đối với họ cái gì là chuẩn và cái gì là có thể bỏ qua được. Ok, bây giờ anh chị em thấy thầy dạy dễ hiểu không? Thầy nói rõ ràng từng cái rồi, các bạn chỉ cần mở lên nghe thầy nói rồi cứ nói theo thôi. Các bạn biết hồi xưa cái giọng của mình nói cho các bạn nghe nha, không phải mình học tiếng Anh từ nhỏ đâu, mà từ nhỏ học xong rồi 2 3 năm sau ngưng, rồi xong rồi ngưng, rồi đi học tiếp, rồi ngưng đi học tiếp, cái kiểu vậy á, nên nó sẽ không có vượt qua được những cái cách phát âm vẫn còn sai rồi này nọ, tới khi mà qua tới Úc này,
mới nghĩ lại hồi xưa mình đã được học với thầy Hùng, rồi tài liệu của thầy dạy, rồi được học thêm những thầy khác nữa, thì nói mới chuẩn lại được. Ngày xưa lúc mình qua Úc mình vẫn còn nói cái giọng giống như lúc đó là mình chưa, mình bắt đầu qua là 2008 vẫn còn nói giống y chang của Mr. Cao bây giờ luôn á, nói thật là như vậy luôn á, nói người ta nghe người ta không hiểu đang nói cái gì đó. Thì các bạn đừng có nghĩ là mình nói không được. Nói như chị Thu bây giờ, chị Thu đi qua nước ngoài là chị Thu còn hơn khá rất là nhiều người. Tại sao? Tại chị Thu nói được, mà người bên này nhiều khi người Việt người ta ham làm quá, người ta không có nói được luôn. Bây giờ thầy nói những cái tiếng Việt đơn giản như vậy á, thì các bạn cứ theo là các bạn cứ học theo cái kiểu này là mình nghĩ là các bạn học được. Đây là mình kéo nhanh, tua nhanh qua để cho thầy hướng dẫn vô bài chính nha. Rồi mình học với các bạn chút xíu, rồi các bạn tự bỏ thời gian ra học với nhau. Mình thấy đâu có khó đâu, chứ theo thầy nói thôi. Thầy đang nói lại bài 1. Bài 1 hình như thầy chỉ nói lý thuyết thôi chứ chưa có bao giờ vô thực hành. Mình nói muốn các bạn thực hành luôn, khỏi nghe lý thuyết, cứ theo vậy mà thực tập thôi. Thực hành trước đi rồi sau đó nghe lại lý thuyết. Thứ nhất tức là cấp độ âm riêng lẻ. Sound. Rồi bắt đầu các bạn vô nha. Về cấp độ sound thì sau đó thở ra từ từ, và trong quá trình thở ra thì chúng ta đưa ra những bài tập cụ thể. Nhưng mà trước đó thì xin các bạn làm một bài tập thở. Bài tập thở nè các bạn. Cách làm của chúng ta là hít vào một hơi. Rồi. Sau đó thở ra từ. Tất cả anh chị em làm theo đi nha. Trong quá trình thở ra thì chúng ta đọc một câu tiếng Anh. Rồi. Bây giờ các bạn hãy nhìn lên trên bài số 2 đi nha các bạn, bắt đầu vô. Chúng tôi sẽ cho một cái bài thơ rồi của trẻ con khi mà học tiếng Anh ấy. Chúng ta đọc cái bài thơ này như thế này. Rồi các bạn đọc. Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Cái này á là một cái bài vè của mấy đứa con nít nó chơi á. Các bạn có thể tưởng tượng trong đầu mình có mấy bài vè mấy đứa con nít con cháu mình nó chơi, rồi các bạn nói theo cũng được. Miễn sao các bạn đừng có bị hắt hơi, bị ngắt hơi giữa chừng. Có nghĩa là trước khi đó bạn hít vô thở một cái rồi bắt đầu mình nói ra. Ra tới khi nào mà ấy cho nó quen là nói hết nguyên bài này luôn á. Mình nói lại cho các bạn nghe lần nữa nè. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill come tumbling after. Đó, mình nói một hơi đó. Đó, các bạn ráng cố gắng tập sao để mình nói lấy hơi nhiều vô. Là cái nghĩa bây giờ bạn tập một câu. Bạn nào có ý kiến gì nói đi. À, đây là cái là tập lấy hơi hả anh? Là tập lấy hơi thôi hả? À? Chưa có vô phần chính, cái tập lấy hơi thôi. Ok. Hít vô một cái. Rồi Jack and Jill went up the hill. Các bạn cảm giác, bạn lấy hơi vô đi, bạn nói ra bạn sẽ cảm giác nó không có bị mất hơi. Còn thôi bạn im vậy, cái mình vừa nói chuyện vậy với bạn nói luôn cái Jack and Jill went up the hill cái hồi hết hơi. Không nói được tiếp câu nữa. Đó, bạn tập thử đi. Tập thử đi cho mình kết quả coi các bạn tập thấy được không. Hít vô một cái rồi bắt đầu nói. Là mình được nói được hai câu luôn á. Các bạn hiểu phương pháp này chưa? Các bạn nào chưa hiểu cho mình biết để mình giải thích cái này thêm lần nữa. Dạ, okay, kiểu này nó nói không bị hụt hơi. Không bị hụt hơi các bạn. Hít vô một cái rồi xong rồi bắt đầu nói câu thứ nhất rồi bắt đầu là hết hơi rồi câu thứ hai là mình ráng. Ok rồi tiếp tục câu số 3 mình hít vô, rồi câu số 4 là mình ráng, là coi như rồi, nếu tập liên tục là nó sẽ nói được luôn 4 câu này trong vòng một hơi luôn á. Mình tập một hơi luôn á anh, từ 4 câu luôn. Không, tập từ từ cho em thôi, tắt thở bây giờ không hát được nữa. Để làm ca sĩ cho em. Đó nha, bắt đầu qua bài tiếp theo nào. Rồi ok. Chị Thu thấy được không chị Thu? Anh chị em cho mình biết ok hết không? Công nhận, hiệu quả hay. Được. Hơi thu dài. Cái này phải tập nha. Hơi thu dài. Rồi, sáng tập nha. Ok, đó rồi, ok, tiếp tục đây. Bài thơ này là một cái bài thơ người ta gọi là tập thở. Bắt đầu thở ra thì đọc cái câu đó. Chúng ta bắt đầu thở ra đọc như thế này. Jack and Jill went up a hill. Làm sao cho đến cái cuối cái câu này thì chúng ta thở hết ra. Coi như hết một hơi thở để đảm bảo cái nhịp nào. Jack and Jill went up a hill.
xin mời các bạn làm lại. Hít hơi thở vào nè. Thở ra và đọc. Jack and Jill went up the hill. Rồi hết hơi. Rồi. Bây giờ cũng hít một hơi thở vào, đọc một câu thơ. Câu này. The fracture pillar of water. Chúng ta bắt đầu làm đấy. Chuẩn bị. Hít thở vào. Thở ra, đọc. Fracture pillar of water. Làm lần thứ hai. Hít hơi thở vào. Thở ra, đọc. To fret a pail of water. À, sang câu thứ ba, chúng ta cũng làm như vậy. Câu thứ ba là gì ạ? Jack fell down and broke his crown. Ta bắt đầu nè. Hít vào. Thở ra đọc. Jack fell down and broke his crown. Làm lần thứ hai ạ. Hít vào. Jack fell down and broke his crown. Cảm ơn các bạn. Giờ chúng ta làm câu cuối cùng. Đó, các bạn có thấy cái cách này chưa? Rồi cách này các bạn cứ theo thầy, tập theo thầy, thầy dạy rất là từ từ, thầy dạy cho những người lớn tuổi. Dạ. Và nói chính xác, dạ, là thầy dạy cho những người có tuổi. nói đúng vậy đó, tại thầy lớn tuổi, thầy hiểu nên thầy dạy rất là dễ hiểu. Các bạn cứ vậy mà theo. Các bạn trẻ có thể nghe cái này thấy ok, thầy dạy có thể mua chậm quá. Thôi các bạn cứ ráng đi, ráng cứ theo đi, mình bảo đảm các bạn tin mình đi. 3 tháng sau lúc các bạn bắt đầu học là tháng 11, giữa tháng 11 bắt đầu các bạn theo đi. Hễ tới tháng 1, tháng 2 các bạn sẽ thấy khác liền ngay lập tức. Cái phương pháp này các bạn phải luyện một tuần thì mới không bị hết hơi. Giống như hôm qua mình có, hôm qua hôm kia vậy đó, mình có nói một cái câu giống như the Great Wall of China is one of the most wonderful wonder, the most world wonder. The Great Wall of China is one of the most world wonder. Nó dài lắm, mười mấy từ lận. Nếu mà mình không lấy hơi đâu, hồi mình đọc giữa chừng mình thứ nhất là lẹo lưỡi và thứ hai nó là tắt thở. Hoặc là nói ra cứ nửa câu thì người ta không hiểu. Mình phải nói nguyên một mạch luôn, người ta mới hiểu. Đó, giống như kiểu những cái câu của Việt Nam mình nói là nói đùa với nhau á, là hôm qua qua nói qua qua mà hôm nay qua hôm qua, bây giờ qua mới qua đó. Ví dụ như câu đó mà bạn nói cắt nhỏ ra, hôm qua qua nói qua qua rồi hồi nó không hiểu vậy đó. Muốn nói tiếng Anh cho nó rõ ràng ra phải nói dài ra và nói cho nó không có bị hết hơi giữa chừng. Thì đó, thầy dạy như vậy, các bạn cứ theo thôi. Thầy nói cách này, mình cứ học đi học lại cái bài này của thầy là tự nhiên cái hơi trong người mình nó khỏe. Và học cái này được có tác dụng nữa. Các bạn học cái này bạn hát hay hơn. Bạn nào không tin, các bạn nào mà nói mình nghĩ mình hát dở, ok cứ học này xong đi, bảo đảm. Bây giờ hát trước bài đi, xong rồi mai mốt học xong cái cách thở bằng bụng á, hơi bụng á, là hồi bạn thấy cái nội lực của mình tăng lên nữa, chứ không phải riêng học tiếng Anh không nha. Nội lực rất là tăng lên, rất là cao. Tại sao? Lại cái hơi từ cái bụng mình nó đưa lên, nó giúp mình rất là nhiều. Rồi ok, hôm nay mình tóm tắt mấy bài học như thế này. Hồi sáng mình có hướng dẫn các bạn từ thứ tư gọi là hôm đề. Hôm đề là hôm là cái gì các bạn? Hôm tây là ngày hôm, giữa. Ngày thứ tư, ngày giữa. Hôm mới là cái con, cái bú của con bú lạc đà. Con lạc đà, lạc đà. Chứ không phải con hươu con cổ nha. Rồi ngày thứ sáu thì người ta gọi là Thanks God Today Friday. Rồi người ta hay gọi là Good Friday á. Ngày Good Friday là ngày Chúa mất á. Ngày Good Friday thì trong lễ phục sinh á là Good Friday. Đó. Thì đó các bạn nhớ hai ngày đó. Rồi cuối tuần là weekend, ngày Chủ nhật. Việt Nam mình nói là Chủ nhật chứ thật ra ngày đó là ngày Chúa nhật á. Ngày đó là theo bên đạo Thiên Chúa thì không được đi làm gì hết, ngày kiêng làm. Ok. Rồi hôm nay mình sửa bài cho chị Thu, rồi cho bạn Dũng. Thì anh chị em nào chưa có bài đem lên đây để mai mình sửa. Mình sửa cho anh chị em, bây giờ anh chị em khỏi nói tiếng Việt, nói thẳng luôn tiếng Anh luôn. Cố gắng làm video để mình sửa. Và thứ hai, thứ ba nữa thì mình hướng dẫn các anh chị học được cái giáo trình của thầy Nguyễn Quốc Hùng. Thì anh chị em ráng cố gắng hôm nay dành thời gian khoảng 1 tiếng, hay là đi làm về, hay Yến có thời gian thì Yến học, rồi cho ngày mai cho biết cái kết quả học của phương pháp này nó là sao. Okay. Áp dụng cái này không phải chỉ học tiếng Anh không, học tiếng Trung, học tiếng Trung hay là tiếng gì cũng được. Miễn các bạn nói có nội lực trong người, các bạn tưởng tượng đi, mình có nội lực rồi mình học tiếng gì cũng được á. Cái này, phương pháp này nó làm cho bạn cái nội lực trong người bạn nó tăng lên đó. Giống như luyện nội công á các bạn, không phải đi luyện chưởng á, là phải nội công từ bụng đưa lên, chứ không phải nội công từ cái hơi thở, mình phải luyện từ dưới bụng đưa lên. Rồi ok, hôm nay mình kết thúc bài học ở đây nha.